Vâng, xin cảm ơn MC của chương trình. Thì xin bác sĩ Nam xin được khái quát và sơ lược một số cái yếu tố chính về cái hậu môn nhân tạo để giúp các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình nắm được. Thế thì cái hậu môn nhân tạo là một cái việc mà chúng ta hay nói trên dân gian, đó là ruột để ngoài da. Tức là gì? Đây là một cái thủ thuật để giúp cho cái việc lưu thông đường tiêu hóa được hoàn chỉnh, tránh cái trường hợp mà bị tắc do mà có thể cái tổn thương ở đại trực tràng hoặc tổn thương ở cái vùng khác đến, nó ăn vào vùng đại trực tràng khiến cho cái việc lưu thông tiêu hóa bị cản trở. Thế thì hậu môn nhân tạo nó sẽ chia ra làm hai loại, là hậu môn nhân tạo tạm thời hay hoặc là hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Trường hợp hậu môn nhân tạo tạm thời thì nó chia là có mấy trường hợp thế này. Một là trường hợp chúng ta mổ cắt mà không nối lại được ngay, do gì? Do là tổn thương ruột, nó có viêm, do lúc đó ruột chúng ta còn bẩn, chưa thể bác sĩ phẫu thuật chưa thể nối lại được ngay, thì trong tình huống đó chúng ta bắt buộc phải đưa ruột ra bên ngoài làm hậu môn tạm thời, sau khoảng thời gian là 1 tháng hoặc 3 tháng sẽ thành nối lại sau. Hoặc một trường hợp nữa, đó là trường hợp các bác sĩ nối lại ruột cho mình rồi, thế tuy nhiên cái chỗ nối đó nó không đảm bảo, thì không đảm bảo thì chúng ta bắt buộc phải đưa một đoạn ruột non ra làm một cái hậu môn nhân tạo tạm thời trong vòng khoảng 2 tuần đến 3 tuần, rồi chúng ta mới nối lại cái đoạn ruột non đó, để như vậy để đảm bảo cho cái chỗ nối ở bên dưới nó được an toàn. Thế còn một trường hợp hậu môn nhân tạo nữa là hậu môn nhân tạo vĩnh viễn. Trong trường hợp này, tức là chúng ta không có cơ hội để đóng lại được hậu môn nhân tạo đó. Thì bác sĩ Nam cũng biết được là đây là hậu môn nhân tạo là một cái niềm trăn trở của rất là nhiều bệnh nhân, không chỉ là của chịu các bệnh lý ung thư của đại trực tràng, mà còn chịu từ những bệnh nhân chịu những tổn thương của những cơ quan khác, đặc biệt là cơ quan ở trong ổ bụng, ví dụ như ung thư buồng trứng, ví dụ những cái tạng khác mà nó di căn vào ruột và dẫn đến tình trạng là tắc ruột, mà khi mổ các bác sĩ không thể có biện pháp xử lý nào khác hơn là việc ngoài việc là làm hậu môn nhân tạo. Vậy làm thế nào để chăm sóc hậu môn nhân tạo này, thì có mấy cái ý bác sĩ Nam xin được chia sẻ với các quý khán giả như thế này. Thứ nhất là chúng ta sẽ phải rửa cái hậu môn nhân tạo đó hàng ngày bằng nước muối sinh lý hoặc là bằng nước muối bicarbonate 1,4%. Để làm gì? Để làm hạn chế cái việc là cái dịch đường tiêu hóa nó tiết ra, vùng da xung quanh đó sẽ bị nề đỏ. Thậm chí rất nhiều bệnh nhân phản ánh rất nhiều là nó đau rát đến mức là mình không thể ngủ được. Cái thứ hai là có thể cái việc là đậy cái túi hậu môn đó bằng gì, thì có hai cái cách. Một là đậy bằng miếng dán, thì có rất nhiều trường hợp bệnh nhân là đậy bằng miếng dán thì nó tiện, nó việc chúng ta mặc quần áo cái thứ nó không bị ảnh hưởng nhiều. Thì nhưng mà có rất nhiều bệnh nhân thì khi mà đeo cái miếng dán đó lại bị dị ứng, kích ứng cho cái chất gây dính của cái miếng dán, bởi vậy chuyển sang cái phương pháp đó là đeo bằng miếng đai. Thì đeo bằng đai thì nó có bất lợi là gì, nó cồng kềnh hơn, mặc quần áo thứ nó phồng hơn, thì tuy nhiên cái việc chăm sóc của nó cũng dễ dàng hơn là việc miếng dán, và kinh tế thì nó cũng đỡ hơn. Ở đây là trên đây là một số cái chia sẻ về cái chăm sóc của một nhân tạo, về cái việc làm hậu nhân tạo trong mổ đại trực tràng, thì xin được chia sẻ khái quát là như vậy. Nếu còn câu hỏi nào thì các bạn có thể chia sẻ trực tiếp lên fanpage của bệnh viện ca, thì từ đó các bác sĩ của chúng tôi sẽ trực tiếp trả lời bằng đánh máy cho các quý vị khán giả sau. Xin chân thành cảm ơn.